Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2024 và những vấn đề nóng của thế giới. Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới bởi những phát biểu và quyết định mạnh mẽ, đáp ứng các thách thức an ninh đang leo thang trên khắp châu Âu và các vùng lân cận. Những nội dung được đề cập tại hội nghị không chỉ là về các biện pháp phòng thủ tiên tiến hay các cam kết hỗ trợ Ukraine, mà còn là về sự mở rộng đối tác và những tầm nhìn chiến lược vượt ra ngoài khu vực quen thuộc của NATO. Hội nghị năm nay đã đặt ra câu hỏi rằng, liệu NATO có thể duy trì được sự đoàn kết trong bối cảnh thế giới đang chia rẽ? Và liệu các quyết định của liên minh có thể đủ sức đáp ứng những thách thức vượt quá khả năng dự báo? Những quyết định từ Hội nghị Thượng đỉnh NATO 2024 không chỉ là câu trả lời cho các thách thức hiện tại, mà còn định hình chiến lược và tương lai của liên minh trong những năm tới. Trong video hôm nay, hãy cùng Bão tin tức tìm hiểu về các điểm chính của tuyên bố chung, cũng như những khó khăn mà NATO sẽ phải đối mặt nếu muốn đạt được tuyên bố chung này. Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2024 là một dấu mốc quan trọng đối với NATO nói riêng và đối với toàn cầu nói chung. Đây là hội nghị kỷ niệm 75 năm thành lập tổ chức, đánh dấu những thách thức và cơ hội mới của NATO trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Trong bối cảnh không mấy thuận lợi, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cần phải chứng tỏ với các thành viên và quốc tế về sự đoàn kết, sức mạnh và vai trò quan trọng không thể thiếu của mình. Quá trình hội nghị và 38 điểm của tuyên bố chung thể hiện nổi bật 3 chủ đề trọng tâm và cũng là 3 nhiệm vụ chiến lược của liên minh. Đó là răn đe phòng thủ, tăng cường hỗ trợ Ukraine và mở rộng hợp tác đối với các đối tác ở địa bàn chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. NATO tiếp tục củng cố khả năng phòng thủ tên lửa, hệ thống phòng không tích hợp, phòng thủ không gian mạng và răn đe hạt nhân. Liên minh sẽ triển khai tên lửa chiến lược của Mỹ ở Đức, thành lập cơ quan phản ứng nhanh gần biên giới Nga. Các quốc gia thành viên ở châu Âu được yêu cầu tăng chi phí quốc phòng lên 2% GDP để nâng cao khả năng tự chủ chiến lược. Liên minh cam kết hỗ trợ Ukraine về chính trị, tinh thần, vũ khí và tài chính, quyết không để Nga giành chiến thắng. Ukraine sẽ nhận được hơn 43 tỷ USD viện trợ, máy bay F-16 và các tổ hợp phòng không hiện đại trong năm 2025. Tổ chức cơ quan của NATO tại châu Âu sẽ điều phối vận chuyển vũ khí, bảo đảm kỹ thuật, hỗ trợ an ninh và huấn luyện công dân Ukraine di tản, cư trú ở nước ngoài, có thể cả lính đánh thuê để bổ sung cho Kiev. Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, sự hỗ trợ này sẽ khiến Ukraine mạnh mẽ hơn và có năng lực hơn. Các nhà lãnh đạo NATO tái cam kết việc kết nạp Ukraine là tiến trình không thể đảo ngược. Tuy nhiên, điều này vẫn mang đậm tính biểu tượng và khích lệ tinh thần bởi không có bất kỳ mốc thời gian, tiêu chí cụ thể nào được đưa ra. Tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đối với NATO và an ninh của châu Âu, Đại Tây Dương. Tuyên bố còn nhằm vào Trung Quốc, coi Trung Quốc là thách thức và là đối thủ lâu dài của Mỹ. Hội nghị thượng đỉnh nhiều lần chỉ trích Trung Quốc hợp tác không giới hạn, chỉ trích Triều Tiên, Iran trực tiếp hỗ trợ quân sự cho Nga ở Ukraine. Do đó, NATO sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn cầu, nhất là ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, với bộ tứ Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand. Trong tương lai, phạm vi can dự của Mỹ và NATO không còn giới hạn ở châu Âu, hai bờ Đại Tây Dương, mà mở rộng sang địa bàn chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. NATO sẽ đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt, các cuộc diễn tập chung và duy trì căn cứ quân sự của Mỹ ở các quốc gia đối tác hàng đầu. Có thể thấy, tham vọng của NATO ngày càng lớn nhằm gia tăng vai trò của một tổ chức chính trị, an ninh, quân sự toàn cầu không có đối thủ, một công cụ duy trì trật tự thế giới đơn cực do phương Tây chi phối. Ý đồ là vậy, nhưng để thực hiện được còn phải phụ thuộc vào nhiều nhân tố. Vì sao NATO phải nhấn mạnh củng cố đoàn kết? Liệu NATO, phương Tây có cản được xu thế đa cực ngày càng rõ ràng? Liệu các đối thủ có chịu ngồi yên trước tham vọng của NATO? Trong tuyên bố chung vẫn chưa có câu trả lời cho các câu hỏi này. Dù có những tuyên bố mạnh mẽ, nhưng NATO vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn hơn. Thứ nhất, NATO không còn mạnh chưa từng thấy như tuyên bố. Trước đây nhiều thập kỷ, Mỹ từng đề ra chiến lược đáp ứng đồng thời hai cuộc chiến tranh. Mỹ và NATO từng làm mưa làm gió ở Kosovo, Iraq, Syria, Afghanistan. Hiện tại, dù có tới 32 thành viên, tăng chi phí quốc phòng lên 2% GDP, nhưng chỉ một cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến Tổng thư ký và các quan chức NATO phải thừa nhận năng lực liên minh còn hạn chế. Đó là lý do mà Mỹ, NATO hối thúc các thành viên châu Âu tự chủ gia tăng hợp tác hiện diện ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thứ hai, nội bộ NATO chưa có sự thống nhất. Hội nghị chỉ tập trung vào cuộc xung đột ở Ukraine và hầu như không nhắc đến cuộc chiến ở dải Gaza. Mỹ vẫn hỗ trợ bom đạn và ủng hộ Israel một cách mạnh mẽ, bất chấp phản ứng quốc tế. Trong khi đó, một số nước châu Âu không đồng tình với Mỹ, tuyên bố sẵn sàng công nhận nhà nước Palestine độc lập cùng tồn tại với nhà nước Do Thái.
Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, chủ tịch đương nhiệm luân phiên EU, người nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình ở Ukraine, đánh giá NATO ngày nay đang xa rời mục đích phòng thủ ban đầu, theo đuổi chương trình nghị sự gây leo thang căng thẳng, có nguy cơ dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự thảm khốc với Nga. Việc NATO nỗ lực viện trợ Ukraine, gia tăng lệnh trừng phạt Nga đã tác động sâu sắc đến đời sống của người dân châu Âu. Đó là một trong những lý do chính khiến phe cực hữu giành thắng lợi chưa từng thấy trong bầu cử nghị viện châu Âu, bầu quốc hội Pháp và một số nước khác. Dù phe cực hữu, dân túy chưa thể lên nắm quyền, nhưng nhiều quốc gia châu Âu sẽ phải cẩn trọng với các chính sách mới. Dù truyền thông phương Tây ra sức tô đậm mối đe dọa Moscow, nhưng nhiều chính khách, học giả vẫn nhìn nhận châu Âu không thể ổn định nếu không có Nga, và Nga cũng không thể phát triển nếu thiếu châu Âu. Nga muốn bảo đảm an ninh cho mình và cũng muốn hợp tác bình đẳng, tin cậy với châu Âu. Nhưng các quốc gia châu Âu có lẽ không tin hoặc không muốn tin điều đó. Thứ ba, hội nghị thượng đỉnh không chỉ nhắm vào Nga, Trung Quốc, mà Tổng thống Joe Biden và NATO còn nhắm vào một người khác, đó là cựu Tổng thống Donald Trump. Sau hình ảnh kém mạnh mẽ trong cuộc tranh luận lần thứ nhất, đương kim Tổng thống Mỹ muốn chứng tỏ vai trò, khả năng lãnh đạo, dẫn dắt liên minh quân sự ra các tuyên bố, quyết định cứng rắn. Cựu Tổng thống Mỹ sẽ không từ bỏ NATO, nhưng sẽ bắt các thành viên châu Âu phải trả giá nhiều hơn cho sự bảo hộ của Mỹ. Nhiều thành viên NATO cũng lo ngại ông Donald Trump thắng cử sẽ làm suy yếu liên minh, giảm viện trợ cho Ukraine. Do đó, NATO đã ra các quyết định viện trợ lâu dài cho Ukraine để đề phòng trường hợp ông Donald Trump quay lại Nhà Trắng vào tháng 11. Dư luận quốc tế nhìn nhận, hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2024 có nhiều cam kết, quyết định mạnh mẽ liên quan đến những vấn đề nóng của thế giới và của chính liên minh. NATO có vai trò rất quan trọng, nhưng nhiều thách thức toàn cầu sẽ không thể giải quyết được nếu không có sự tham gia của Nga, Trung Quốc và các quốc gia Nam bán cầu. Hơn nữa, chủ trương chiến lược và sự can dự của NATO cũng tạo ra nhiều vấn đề căng thẳng. Chính Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và một số lãnh đạo khác cho rằng tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine sẽ không làm thay đổi lớn cục diện chiến trường. Nga rất khó bị đánh bại và cuộc xung đột càng khốc liệt hơn trong vài tháng tới, giải pháp ngừng bắn càng trở nên xa vời. Ukraine, Nga và cả châu Âu đều bị tổn thất nặng nề về nhiều mặt. Châu Âu càng ngày càng phụ thuộc vào Mỹ hơn. Các nhà tài phiệt, các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ mới là ngư ông đắc lợi. Do đó, giải pháp chấm dứt xung đột không chỉ phụ thuộc vào Nga, Ukraine mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn từ Mỹ, NATO và phương Tây. Cuối cùng, Nga và Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ, gay gắt đối với nhiều nội dung trong tuyên bố chung hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2024. Nga theo dõi chặt chẽ và chắc chắn sẽ có đối sách thận trọng, hiệu quả để đáp trả lại các quyết định, hành động của NATO. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, NATO không ủng hộ đối thoại và bản thân liên minh là một công cụ đối đầu. Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin nói Nga sẽ không tham gia hội nghị hòa bình Ukraine lần hai. Ngày 11 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tuyên bố Bắc Kinh lên án và phản đối mạnh mẽ tuyên bố chung NATO vì mang nặng tính hiếu chiến, chứa đầy thành kiến, bôi nhọ và khiêu khích. Tuyên bố và hành động của NATO càng làm gia tăng căng thẳng ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Mỗi quốc gia có thể có góc nhìn khác nhau, ngả theo bên này, bên kia hoặc trung lập. Nhưng đa số quốc gia và người dân có phần lo lắng, bi quan hơn bởi nhiều quyết định, hành động đổ thêm dầu vào lửa. Hội nghị thượng đỉnh NATO 2024 đã đưa ra nhiều cam kết và quyết định mạnh mẽ, khẳng định vai trò quan trọng của liên minh này trong bối cảnh quốc tế đầy biến động. Tuy nhiên, thách thức toàn cầu hiện nay đòi hỏi không chỉ sự tham gia và hợp tác của các quốc gia thành viên NATO, mà còn cần sự phối hợp của các cường quốc khác như Nga và Trung Quốc. Việc giải quyết các vấn đề căng thẳng không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự mà cần đến đối thoại và hợp tác quốc tế. NATO cần phải tiếp tục chứng minh sự đoàn kết và khả năng thích ứng trước những thách thức mới, đồng thời duy trì mục tiêu ban đầu của mình là bảo vệ an ninh và ổn định cho các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, sự chỉ trích và phản đối từ Nga và Trung Quốc cũng như những mâu thuẫn nội bộ trong liên minh cho thấy NATO sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong thời gian tới. Để vượt qua những thách thức này, NATO cần phải duy trì sự đoàn kết và đồng thuận giữa các thành viên, đồng thời xây dựng các chiến lược linh hoạt và hiệu quả hơn. Tương lai của NATO phụ thuộc vào khả năng của liên minh trong việc duy trì sức mạnh và ảnh hưởng toàn cầu, đồng thời thúc đẩy một môi trường quốc tế hòa bình và ổn định. Hội nghị thượng đỉnh NATO 2024 không chỉ là một cột mốc kỷ niệm mà còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của hợp tác và đoàn kết trong bối cảnh thế giới ngày càng phức tạp. NATO chính thức khởi động mở rộng khối sang châu Á. Ngày 11 tháng 7, NATO và 4 nước nhóm IP4, các nước ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương gồm Australia, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc đã đồng ý khởi động các dự án hàng đầu trong nỗ lực mở rộng thực tiễn hợp tác trước các thách thức an ninh liên quan đến nhau. Các sáng kiến gồm phòng thủ mạng và chống thông tin sai lệch,
cung cấp hỗ trợ y tế cho Ukraine và hợp tác về các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, AI. NATO và bốn nước trên đã thảo luận về sự kết nối an ninh ngày càng tăng giữa của châu Âu Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đồng thời bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về sự hợp tác kinh tế và quân sự ngày càng sâu rộng của Triều Tiên với Nga cũng như những lo ngại chung về sự hỗ trợ của Trung Quốc cho cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga. Bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO, cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc và Ủy ban hàng không NATO đã ký thỏa thuận về quy trình công nhận lẫn nhau đối với chứng nhận đủ điều kiện bay quân sự. NATO công nhận chứng nhận đủ điều kiện bay của chính phủ Hàn Quốc đối với các máy bay do nước này sản xuất, một thước đo quan trọng về khả năng thực hiện bay an toàn. Thỏa thuận mới này sẽ rút ngắn thời gian cần thiết để công nhận lẫn nhau với các thành viên khác của liên minh quân sự này. Đây là lần đầu tiên NATO ký với một quốc gia châu Á một thỏa thuận như vậy. Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol xác nhận thông tin trên như một phần của việc công bố khả năng tương tác giữa hai bên, bày tỏ hy vọng rằng quá trình công nhận lẫn nhau này sẽ giúp tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Hàn Quốc và các thành viên NATO. Năm 2022, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc đã ký thỏa thuận xuất khẩu 48 máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 sang Ba Lan và đã hoàn tất chuyển giao 12 máy bay. Mỹ và Hàn Quốc ký kết thỏa thuận răn đe hạt nhân nhằm đối phó với Triều Tiên. Ngày 11 tháng 7, Mỹ và Hàn Quốc ký thỏa thuận về răn đe hạt nhân, trong đó nỗ lực cải thiện khả năng ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng từ Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã phê chuẩn bộ quy tắc hướng dẫn việc thiết lập hệ thống đầy đủ năng lực răn đe hạt nhân đối với bán đảo Triều Tiên, được các quan chức quốc phòng hai bên ký vào ngày 10 tháng 7 vừa qua. Gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington vừa qua, Tổng thống Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã gọi thỏa thuận này là tiến bộ to lớn mà liên minh hai nước đạt được sau khi thành lập nhóm tư vấn hạt nhân chung cách đây một năm. Năm ngoái, Mỹ và Hàn Quốc đã thành lập cơ quan tư vấn nhằm tăng cường liên lạc và các hoạt động hạt nhân và thỏa thuận cách kết hợp vũ khí hạt nhân của Mỹ với vũ khí thông thường của Hàn Quốc trong nhiều tình huống khác nhau. Mỹ từ lâu đã hứa sẽ sử dụng tất cả các khả năng của mình, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ Hàn Quốc nếu nước này bị tấn công, nhưng lại vấp phải sự nghi ngờ cho rằng Washington thiếu kế hoạch về cách thực hiện khả năng răn đe mở rộng đối với đồng minh châu Á của mình. Thỏa thuận răn đe hạt nhân này được ký kết trong bối cảnh Triều Tiên tăng tốc mạnh mẽ với các hoạt động thử tên lửa và công khai đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân phủ đầu trong các cuộc xung đột tiềm ẩn với các đối thủ. Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc nhấn mạnh rằng thỏa thuận sẽ cung cấp nền tảng vững chắc để tăng cường hợp tác răn đe mở rộng giữa Mỹ và Hàn Quốc theo cách tích hợp. Những lo ngại của Seoul về Bình Nhưỡng ngày càng trở nên sâu sắc hơn kể từ khi hai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 đã ký hiệp ước đối tác chiến lược với điều khoản về phòng thủ chung. Cả Hàn Quốc và Mỹ đều phủ nhận bất kỳ ý định gây hấn nào chống lại Bình Nhưỡng, nhưng khẳng định hai bên đã chuẩn bị đầy đủ để chống lại bất kỳ hành động căng thẳng nào của Triều Tiên. Triều Tiên ra tuyên bố nhắm thẳng vào hội nghị thượng đỉnh NATO, dọa đáp trả chiến lược cứng rắn hơn. Triều Tiên bày tỏ sự lên án mạnh mẽ nhất đối với tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh NATO vừa diễn ra, khẳng định sẽ ngăn chặn triệt để mọi mối đe dọa chiến tranh bằng phản ứng chiến lược cao nhất. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 13 tháng 7 dẫn thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ, tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh NATO được soạn thảo và công bố vào ngày 10 tháng 7 là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh toàn cầu. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cực lực lên án và bác bỏ tuyên bố này, coi đây là một văn bản bất hợp pháp, vi phạm quyền hợp pháp của các quốc gia có chủ quyền độc lập, đồng thời nhận định đây là một chương trình đối đầu kích động chiến tranh lạnh mới và đối đầu quân sự trên quy mô toàn cầu. Phía Triều Tiên nói thêm rằng động thái của Mỹ nhằm mở rộng khối quân sự với các nước NATO và các đối tác châu Á, bao gồm cả Hàn Quốc và Nhật Bản, là nguyên nhân sâu xa đe dọa nghiêm trọng hòa bình khu vực, làm trầm trọng thêm môi trường an ninh quốc tế và châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang trên toàn thế giới. Cảnh báo chiến lược toàn cầu hóa của NATO chắc chắn có thể mang đến nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn cầu.
Triều Tiên khẳng định tình hình hiện tại đòi hỏi phải có một lực lượng và phương thức phản ứng mới để ngăn chặn âm mưu mở rộng khối quân sự của Mỹ. Từ đó, Triều Tiên cảnh báo sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ mối đe dọa nghiêm trọng nào, khẳng định sẽ ngăn chặn triệt để các mối đe dọa xâm lược và chiến tranh bằng phản ứng chiến lược ở mức độ mạnh mẽ hơn và bảo vệ hòa bình, an ninh trong khu vực và trên thế giới. Trước đó, trong tuyên bố tại hội nghị ở Washington, lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO đã nhấn mạnh cam kết đưa Ukraine trở thành thành viên, đồng thời thể hiện lập trường quyết liệt hơn trước chính sách hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Nga. Tuyên bố cũng cáo buộc Iran và Triều Tiên thúc đẩy xung đột của Nga ở Ukraine thông qua các hoạt động cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Moscow. Bên lề hội nghị, ngày 11 tháng 7, Hàn Quốc và Mỹ đã ký hướng dẫn răn đe hạt nhân và hoạt động hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Đây được coi là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực song phương nhằm tăng cường hợp tác đối phó với các mối đe dọa hạt nhân. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin của Báo Tin Tức. Đừng quên like, share và subscribe và nhận thông báo để có thể cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!